Good evening. How are you today? Con chưa bật bạn sẽ sang chưa bật mic kìa. Turn on your microphone, please. Con đang tắt mic đó, mình bật mic lên để mình sang phòng tiếp theo nè. Con, can you hear me? Turn on your microphone. Isa, Good evening. chúc con ngày tặng thông bao vui vẻ hạnh phúc Cô cảm ơn bà Susan nhá. Cô cũng chúc mẹ và những người phụ nữ trong gia đình con cũng có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha. yes. Okay, thank you very much. Nãy giờ con có nghe cô nói không? Yeah. Con mới ăn cơm xong ạ. Mới ăn cơm xong, vậy là ăn cơm xong hết rồi đúng không? Yes. Today we continue with reading skill. Hôm nay thì mình tiếp tục với luyện tập về phần đọc này con. Chờ con một xíu. Okay, part one, look and read. Choose the correct words and write them on the lines. Mình có một số từ vựng. Can you read the word? What is it? Sandwich. This is sandwich. Mình sẽ nhấn âm thứ nhất này con, sandwich. Sandwich. Okay, what about this? CDs. This CD, good. Videos. Cái này á thì tiếng mình hay nói ở ngoài á thì mình hay nói là video đúng không? Chỉ là tiếng Việt thôi. Còn tiếng Anh thì mình sẽ là video. Video. Okay, video. Wall. This is why. Dolphin. This dolphin, good. A ship. This is ship. A coffee and a shark. Very good. Okay, you will choose this word and put them on the line. Okay. Con sẽ chọn những cái từ vựng ở đây nè và đặt nó vào những cái câu hỏi của cô. Ở đây cô có 6 câu hỏi tất cả hết. Okay, number one, read number one, please. Number one, cô đã ăn chút rồi cô. Sao con? Number one, you can listen to music with the This is CD. Okay, very good. This is my answer. Number two, read the sentence, please.
Ok. Ok. Number two, we can watch jazz at home at the weekend. Ah, I don't we can. And can you guess? What is A it? video. Ah, this is a video. Rồi, cái từ này nè con. Cái từ này mà sẽ đọc như thế này nè. These. 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 Oh, good. Ah, this is video. Okay, number three. Number three, on cold day, is it good to have a hot bowl of tea? Of this. A soup. Ah, this is soup. Is it a good for the cold day? Nice. Very nice. Number four. Number four. People are friends of this animal. We sleep in the shell, Ah, in the sea. in the sea, a dolphin. Ah, this dolphin. Okay. Cô có cái cụm từ này nè con, nó đi với giới từ này luôn. Hai từ này nó hay đi đôi với nhau thì nó có nghĩa là gì con nhỉ? Afraid. Afraid. Rồi, nó hay đi với giới từ of, được chưa nè? Yes. Nó có nghĩa là sợ hãi. Hoặc là sợ, nói chung là có nghĩa là sợ đó con. Được chưa? Thôi, ở đây cái câu này người ta nói là people are afraid of this animal. Con người thì sao con nhỉ? Con người sợ động vật này. Can you guess again? Shark. Ah, this is a shark. Are you afraid of shark? Yes. Ah, yes. Okay, me too. I'm afraid of shark too. Okay, number five. Number five. Some people drink this hot with milk and sugar. What This is? is coffee. Ah, this coffee, good. And the last one. Number six. Number six. Butter and cheese between bread, and you have one of these, a sandwich. Ah, it's a sandwich. Good. Okay, we will move on to the next part. Ah, look and read. You just write yes or no. Okay. Đề bài ở đây thì yêu cầu bạn sư sen sẽ làm những gì nhỉ? Nhìn và viết. À đúng rồi, read là đọc Nhìn này và viết con. yes Đúng rồi, nhìn và đọc nha. Nhìn và mình đọc thử cái dòng này nè. Sau đó thì mình mới viết có từ write là viết được chưa con? or Rồi, first symbol. The man at the table is wearing glasses. Is yes or no? no. Look at this picture. The man at the table. The man at table is wearing glasses. Yes. Ah, yes. Rồi, một ví dụ nữa của cô nè. Can you read? The little girl is carrying a dog. Ah, yes or no? No. Ah, no. Ok, đó là ví dụ của cô rồi. Bây giờ mình sẽ sang phần bài tập nè. Ok, read number one, please.
Number one, the woman between the bookcase is wearing a red dress. Yes. Okay. Ah, it's yes. Okay, this is my answer. Very good. Number two. Number two, can you read? Number two, the cat under the table is looking at the boy. Yes or no? Yes. Ah, it's yes, good. Okay, Number continue. three, one of the boys is playing with a robot. Yes or no? No. À, ok, correct this sentence. Câu này mình sẽ sửa lại thành gì con nhỉ? A car. With the car. Good. Number four. Number four. The woman at the table is putting on her jacket. Ah, on her jacket. Okay, is this right or wrong? Yes or no? No. Ah, does he know? Good. Rồi, cái động từ put có nghĩa là đặt. Được chưa con? Yeah. Rồi, khi mà thì hiện tại tiếp diễn thì cái động từ này mình sẽ gấp đôi phụ âm của nó lên và mình thêm ing. Được chưa nào? Yeah. Okay, this is her jacket. Okay, number six. Number six. Number six. Ah, Number five chứ cô. Number sorry, number five. five. Number five is a beautiful sunny day. Yes or No. no? Ah, okay, correct this sentence. Câu này thì mình sẽ sửa lại như thế nào con nhỉ? It's a beautiful is What is the weather like? Ở đây người ta nói là hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. À, mình sửa lại là is bà is Yes. Is bad. Is bad. Rain. Rain day. À, it's a rainy day. Nó là It's một a bad rain day. Ok, rồi mình có thể sửa là thêm bỏ từ này đây cũng được nè con, hoặc là con thêm từ bad cũng không sai. Ok, it's a bad rainy rainy day, một ngày có mưa, được chưa con? Rainy. Mình chỉ cần sửa lại là không phải là ngày nắng thì chỉ là một ngày có mưa thôi, cũng là đúng luôn. Ok, cả hai đều ổn cả. Rồi, câu cuối cùng nào. The last one. Câu cuối cùng. One of the women has got broccoli hair. Is yes Yes. or no? Is yes. Okay, very good. Rồi, mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo. You will read the test and choose the best answer. Okay. Đây là một ví dụ của cô nè. Cái bài này thì mình sẽ đọc cái đoạn văn và chọn cái đáp án đúng nhất A, B and C. Okay. Do you get it? Okay. Okay, number one. Number one. Paul, what did you
What did you do on your birthday? À, cái này là on your birthday. On your birthday. Your birthday có nghĩa là gì con nhỉ? À, Dạ là sinh nhật ạ. À? đúng rồi, ngày sinh nhật. Vậy là vậy bạn sẽ Sally sẽ trả lời lại như thế nào nhỉ? A, B or C? What do you think? Yes, I did. Yes, I did. But is No, you What is your answer? B. I had a party at home. Yes, good. Just, đó là đáp án của cô nè, phải là câu B mới đúng nè. Hai cả ba đáp án này là đều là ở thị. Thì quá khứ ạ. Thì quá khứ hết ha, nên là câu này thì mình dịch ra thì câu B mới là cái nghĩa chính xác nhất đối với câu hỏi của bạn Paul. Được chưa nào con? Yes. Okay, number two. Number two, did you have a cake? C, yes, I did. Yes, I did. Okay. That's right. Number three. Number three, how many friends come? How many friends come? Shelly, Rồi. Từ come quá khứ của từ come. không là Come là đi đến ạ. đúng rồi, là đi đến. Rồi, vậy đáp án A, B or C? Your answer is What do you think? Con nghĩ như thế nào về câu này nhỉ? Mình sẽ loại câu nào? I don't know. I don't know. Bạn Paul mới hỏi là như thế nào nhỉ? Có bao nhiêu bạn Có bao nhiêu bạn? đến sinh nhật rồi? Đúng rồi, đã đến đúng không? Come có nghĩa Dạ, là đã đã đến đến rồi. à. Ok, đó là đáp án của cô là đáp án A. Ok, number four. Number four, Paul. Have you got any photo of the party? At a party. A, B or C? C, yes, there. Dad, they're here. Câu ở đây thì bạn Paul đã nói như thế nào nha? Để là mình chọn về đáp án C con. Mình giải thích câu 4 một xíu nào. Bạn bạn có chụp ảnh, bạn có chụp ảnh trong bữa tiệc không ạ? Rồi, để cô dịch lại cho chính xác một xíu nha. Cái này thì đúng rồi, nhưng mà dịch lại chính xác một xíu này con. Have you got là có này con. Bạn có nè, được chưa nè. Bức ảnh nào về bữa tiệc không? Của ớt là của bức ảnh nào của bữa tiệc không? Rồi, mình dịch sát nghĩa câu hỏi bạn Paul nói nha. Là bạn có bức ảnh nào của bữa tiệc không? Thì bạn Charlie mới trả lời lại là yes. Nó gì vậy nè? Here. Đúng rồi, nó chúng ở đây. Đây là nói về những cái bức ảnh này nè. Đó. Rồi, đáp án của cô sẽ là đáp án C.
Okay, number five, please. Number five. Paul, this one very good. A, yes, is well. Yes, it's well. Rồi, cô có well này con. Well sẽ là, sau to be sẽ là một tính từ. Ví dụ như là it's very good. Nói về là this one, có thể là nói về cái bức ảnh này nè, nó rất là đẹp, hoặc là nói về một cái gì đó, nó rất là tốt, được chưa nè. Sau nó thì phải là một tính từ. Nhưng mà ở đây well là một trạng từ, vậy cô sẽ loại đáp án A đầu tiên nè. Nó bị sai ngữ pháp này con. Well là một trạng từ, được chưa nè. Rồi, sau to be, sau to be này sẽ là một tính từ, trạng từ. Rồi, câu A, cô sẽ loại câu A. Không thể để cái này là well được. À, câu C, con biết ở sai ở đáp án nào không? Đáp án của cô phải là B mới đúng. Tại sao câu C không phải là đáp án của cô không? Nó bị thiếu cái gì nhỉ? Nó bị thiếu, có phải chủ ngữ không nhỉ? It's ugly. Rồi, đáp án của cô là đáp án B. Tại sao nè? This one là cái này, rất là tốt, very good, là rất là tốt. Rồi xong, bạn Sally mới trả lời lại là vâng, tôi thích nó. Rồi, con thấy là đáp án B mới là đáp án chính xác nhất của cô, được chưa nè. Câu B thì mình thiếu chủ ngữ nè con. Câu C chứ cô nhầm, thiếu chủ ngữ, được chưa nè. Okay, number six. Number six. Oh, look, the lesson is starting. The lesson is starting. Rồi, ở câu số 6 thì bạn Paul nói gì nhỉ? Look, look. Nhìn Nhìn nè. nhìn nhìn nè nghe Listen mới là nghe. Rồi, cô có từ vựng mới nè. Lesson là bài học. Ví dụ như hôm nay là cô đang giảng cho con một cái bài tập này thì mình cũng gọi nó là một bài học. Mình gọi nó là lesson. Được chưa con? Yes. This lesson is starting. Start có nghĩa là gì nhỉ? Star Start. là bắt đầu ạ. Đúng rồi, bắt đầu. Ở thì tiếp diễn thì mình sẽ thêm in vào thằng starting. Bạn Paul mới nói là nhìn nè, bài học thì như thế nào nhỉ? Bài học đã bắt đầu ạ. Đúng rồi, bài học đang bắt đầu. Thì hiện tại tiếp diễn thì mình sẽ dịch là bài học đang bắt đầu. Rồi, bạn Sally sẽ trở lại lại như thế nào nhỉ? What do you think, A, B or C? I must Đúng rồi, đáp án của cô là my answer is A. Rồi, mình chú ý một xíu nữa là sau từ must, nó cũng giống như cái từ can đó con. Can là có thể, must là phải. Sau nó sẽ là một động từ nguyên mẫu, được chưa nè. Yes. Rồi, hôm nay the lesson, bài học, starting là bắt đầu. Okay. Part 4, read the story and choose the correct word to put on the line 1 to 6. Rồi, bài tập ở đây yêu cầu bạn Susan sẽ là chọn những cái từ nè, đặt vào những cái ô này cho thích hợp, được chưa nè.
Okay, can you read the word? Last week I went to the coaching site. My father drove the car onto some grass between two trees. We all go out and To the correct word. Rồi mình cùng tìm hiểu thử nha con, là bạn ấy đang kể như này, last weekend đầu tiên có nghĩa là gì nhỉ? dạ vào tuần trước ạ. À đúng rồi, vào tuần trước. Rồi cô có từ này đọc thế này này con, countryside. Countryside. Ừ, tôi đã đi đến, quên quá. Tôi đã đi về miền quê. Thường thường á thì mình sẽ dịch cái từ này là đất nước, nhưng mà trong ngữ cảnh này á thì từ countryside có nghĩa là ở miền quê á con, ở quê ấy. Yes. Rồi tôi đã đi về miền quê, tôi đã đi đến quê rồi, sao nữa nhỉ? Bố của tôi đã chạy Đúng bằng ô tô rồi, drive. Drive thì mình sẽ dịch là lái xe. Quá khứ của từ drive thì cô sẽ có ô từ tôi đã drove. lái xe ô tô trên những Đến những trên on những to on trên những gì con? trên những đám cỏ À cỏ. giữa hai hàng cây ạ. À đúng rồi, giữa hai hàng cây. Tiếp theo nè. Rồi go out có nghĩa là đi ra ngoài. Được chưa nào? Ở đây sẽ là một động từ. À, chúng tôi đều đi ra ngoài có nghĩa là đang nói về gia đình của bạn này nè, đều đi ra ngoài và gì nhỉ, và cái gì đó. To the field there. Field là từ này mình đã, từ này thì mình đã học rồi nè con. Con nghĩ là sẽ là những cái từ nào trên cái ô này nhỉ? What is your answer? Rồi, mình cùng tìm hiểu những từ này. We all go out and picnic to a friend there. À, rồi. À, đáp án không phải của cô, đó không phải là đáp án của cô. Rồi, mình cô cùng tìm hiểu những cái từ này với cô này không? Rồi, cô có từ này, carried. Carrot. Ừ, đúng rồi, quá khứ của từ carry. Rồi, quá khứ thì bỏ y dài. Thay y ngắn và thêm y đi ạ. À, đúng rồi, nó có nghĩa là mang, ví dụ như là mang cái cặp carrier bag. Nhưng mà như bức hình này này con, bạn ấy, bạn nam này đang mang cái cặp. Rồi, carry có nghĩa là mang, được chưa nè? Ok, rồi, từ tiếp theo, quiet. Quiet. What does Quay this... lại im lặng ạ. À đúng rồi, im lặng, mình nhìn cái hình đó ha. Rồi từ này.
What does it mean, great? Còn từ wet có nghĩa là gì nhỉ? À, con nhớ cô sẽ có Là ướt à? à, ước sẽ có từ trái nghĩa với từ wet là từ trái nghĩa với từ wet ướt. Cô có trái nghĩa với ướt sẽ là Ướt là drow à, trời, wet free. à. Wet có nghĩa là ướt đúng không con? Yes. Ừ, rồi, wet tiếng Việt thì có nghĩa là ướt. Rồi, trái nghĩa với từ ướt cô sẽ có từ dry. Có nghĩa là Là khô ạ. rồi, nhớ ha, hai cặp từ trái nghĩa với nhau, wet and dry. Ướt và khô, được chưa nè? Okay. Okay, what about picnic? Picnic, what does it mean? Từ picnic có nghĩa là gì con nhỉ? Ăn ở ngoài trời ạ. Ừ, rồi, picnic không có nghĩa là ăn ngoài trời đâu con. Picnic có nghĩa là nó là một danh từ. Danh từ không phải động từ ha. Danh từ có nghĩa là buổi dã ngoại, được chưa nè? Yes. À, buổi dã ngoại, nó là một danh từ. Rồi, nhớ là một danh từ ha, từ work. Oh, từ so quá khứ của từ này là quá khứ. Vậy thì hiện tại từ so sẽ là có từ gì con nhỉ? Rồi. She Đúng rồi, see. Quá khứ của từ see thì mình sẽ viết lại hoàn toàn luôn ở Sao à, đúng rồi, thành từ so. Rồi, ship. Ship là những... Vậy từ see có nghĩa là gì con nhỉ? She là nhìn à. À, đúng rồi, see cũng có nghĩa là nhìn. Rồi, bây giờ lúc nãy con chọn cái... Number one is picnic. Con chọn câu số 1 là picnic là buổi dã ngoại. Thì dịch lại thử nè con. Chúng tôi đều đi ra ngoài và buổi dã ngoại đến cánh đồng ở đây. Nó không hợp nghĩa cho lắm. Với lại nó cũng sai. Ví dụ như nha con, ở đây cô có chủ ngữ, sau đó là một động từ, sau đó sẽ là cái từ and này nè. Vậy sau từ trước cái từ and là một động từ, vậy sau từ and cũng phải là một động từ luôn. Từ picnic là một danh từ rồi. Bạn Susan có nghĩ sẽ là một đáp án khác nào nữa không? Dạ là go out and work can to a friend there. À, and worked, worked. Work có nghĩa là đi gì con nhỉ? Đi bộ đúng không nè? Cái từ này mình sẽ đọc Yes. là field. Not friend, this Feel. is field. Field là cánh đồng, được chưa nhỉ? Yes. Okay, continue. Number two. Number 2. À, cô có từ này sẽ I đọc. took a picture of some funny black and white sheep Ah, why sheep? Good. because I love farm animal. Then my father saw them
Look behind you. So I did. À, từ này sẽ đọc là shouted, có nghĩa là bố của tôi mới hét lên, shouted. Show that. Ừ, đúng rồi, đó là quá khứ, mình sẽ thêm ed. Còn hiện tại thì mình sẽ bỏ ed đi nè con. Behind là ở phía nào con nhỉ? Behind là Behind sẽ là ở phía. Rồi, trái nghĩa với từ in front of là phía trước. Vậy cô có từ behind sẽ là phía sau, được chưa nào? Nhà bị hai là phía trước ạ. Con vừa đang bị lát ở cô. Con. Rồi, từ behind phải là phía gì mới đúng không nhỉ? Không phải phía trước đâu. Từ in front of mới là phía trước. Từ À, phía behind, sau. phía sau. Ấy là bạn ấy đang chụp những cái bức hình về con cừu này con, thì là bố bạn ấy mới shouted, hét lên là nhìn behind, nhìn đằng sau con kìa. So I did có nghĩa là tôi đã quay đầu lại nè. So I did, tôi đã làm vậy, thì có nghĩa là bạn ấy đã quay đầu lại nhìn phía sau á. Bạn ấy mới tiếp tục thì bạn ấy mới như thế nào nhỉ? I I question a big house. I what? I question. A question là hỏi hả con? I why? À, cry. Rồi, tại sao là đáp án của cô phải là I shall. I saw. Shall. Đúng rồi, I saw a pig horse. Thì bạn ấy phải làm gì? Bạn ấy quay đầu lại và thấy. Dạ, và thấy một con ngựa lớn ạ. À, đúng rồi, một chú ngựa lớn nó thì như thế nào nhỉ? Ok, mình tiếp theo này con. It was very near to me. I was afraid and ran to the river and jumped in. My parents low hand. The house doesn't want to hurt you. It's a nice house, my mom said. Rồi. Your clothes are Rồi, mình cần tìm hiểu thử nè con. Rồi, cô có cái từ near. It's were very near to me. Nó rất là gần tôi. Nó ở đây thì đang nói về. Nó ở đây thì đang nói về những chú ngựa này không? Bạn ấy mới nói là những chú ngựa thì rất là gần tôi. Rồi, bạn ấy như thế nào nhỉ? I were afraid. Bạn này mới sao con? Tôi afraid. Trong lúc nãy thì cô có câu là afraid of shark. I'm afraid of shark. Con nhớ cái câu hồi nãy cô hỏi con không? Are you afraid of shark? Trong cái bài tập lúc trước á con, cô có hỏi con là are you afraid